Trung Kiên Moto chào tất cả anh chị em đang theo dõi Trung Kiên trên kênh mua bán và phục dựng huyền thoại Win 100 nhá. Hôm nay em có hai cái ví dụ cho tất cả anh chị em này. Hai ví dụ là con xe bên này, mấy con xe bên này. Nếu như anh em đang nhìn nhá, em để cho anh em 30 giây để nhìn. Em chắc chắn là anh em nhìn, nếu nhìn qua không ai biết được con xe này bao tiền, đó con xe bao tiền. Và không biết con nào đắt hơn, đúng không? Em nhìn kỹ hai con đúng không? Đấy, kể cả hai anh nhìn thử đúng không? Nhìn thử không bao hiện được. Thì em sẽ phân tích cho anh em nhá, là tại sao một con này, mấy con này thì con này đắt gấp 3 lần tiền thôi. Con này này, mấy con này đắt là 3 lần tiền. Và cũng thông qua video này em muốn nhấn lại tất cả anh em này, khi anh em chơi Win ấy, thì nó có rất nhiều người chơi theo kiểu là tôi thích chơi mộc, tôi thích chơi mới. Mà anh em thích chơi mộc hay chơi mới thì anh em đều chịu được hết. Nhưng quan trọng là kinh tế nhá, kinh tế đồng tiền của anh em bỏ ra là bao nhiêu. Anh cứ xem thoải mái, cứ ra xem thoải mái không có thư mà. Kinh tế con xe này anh ấy bỏ ra là 20 triệu. Chính xác con này là 30 triệu nhưng mà em qua hai lần tay rồi, em bán lại của anh Yến Thanh ấy là bán 20 triệu. Nhưng hôm nay có anh trai ở Phú Thọ, anh bảo kia ơi, chú vào cho anh thêm cái bình xăng mấy cái yên. Thế là bình xăng anh vào là gọi là 3 triệu mấy cả cái yên 1,5 triệu để 4,5 triệu mới linh tinh vài thứ linh tinh hộ anh ấy nữa. Thì nó rơi vào tầm khoảng 5 triệu. Gọi là tổng kéo 5 triệu, thế là tổng con xe này rơi vào nó có 25 triệu thôi. Anh em mình 25 triệu này. Đó, 25 triệu này. Bình xăng zin này. Đây là không, đây là cơ hội của anh em theo dõi em thôi nhá. Livestream của em mới bán thôi. Còn nếu thực tế con xe này 26 triệu mới bình xăng 3 triệu là 29. Con xe này phải 32 triệu. Thực tế nhưng mà đây là vì anh mua trong cái livestream của em thì là được 25 triệu đấy, như là 25 triệu. Đấy, anh cọc cho em 5 triệu còn 20 triệu. Ngày mai em giao tận nhà anh ấy, tiện đường giao chiếc xe này cho anh, cho hôn phú em. Thì là anh ấy đưa em con xe lát đang về thì là anh đưa em 15 triệu là xong. Còn đây này, tại sao em nói con này gấp 3 lần tiền nhá? Thì đây anh em xem này. Thứ nhất là sinh nhan con này lô. Nhưng mà anh em nhìn không biết ở đâu. Đấy, nhưng sinh nhan con này zin, nó chênh nhau 3 triệu, 4 triệu. Khoảng 2 triệu rưỡi đều đều, 1 triệu rưỡi là tồn rồi. Xấu rồi. Pha đèn anh thế dao động từ 2 triệu đến 5 triệu. Anh em cộng nhanh vào nó rơi 8 triệu chưa? Đúng không? Thì đấy anh tính từ 26 triệu. Thì anh em muốn bảo là kia nơi anh muốn vào đồ zin cái gì thì đây. Nhà em chọn gói lên như là 26 triệu. Là đồ lô và anh em thêm cái gì tính tiền đấy, ví dụ nhá. Thêm cái sinh nhan này 3 triệu em tính 3 triệu là 29 triệu. Thêm pha đèn này 5 triệu, 3 triệu đi. Em tính trung bình là 3 triệu đi, tính rẻ nhất đi. Là 293 là 32, 30 đồng hồ ít nhất đẹp như thế này phải tầm 3 triệu, thậm chí 5 triệu. Thôi em phải tính vui 3 triệu là 35 chưa? 35 cái bình xăng này nó rơi tầm 5-7 triệu, em tính 5 triệu, tính thấp nhất nhất là 40 chưa? 40 bên tay lái 1 triệu là 41, cái này 1 triệu là 42, cùng tắc này nó rơi tầm 1,5-2 triệu, tính 1 triệu là 43, tay côn tay phanh 1 triệu là 44. Cái trần khởi động xịn này này, cách đây tầm khoảng 3 tháng về trước, tới 12 tháng ấy, thì nó chỉ có 450-400, thậm chí 350, nhưng bây giờ lên 850 anh em bán rồi. Đấy, nhưng em tính 500, 435-44 đi, chân phanh nữa đi, 1 triệu là 45, đấy. Cái bô này của em nhá, em nói luôn này, cái bô này là bô của em không chữ ít đâu nha. Bô này nếu mà là hàng zin 100% nó rơi tầm 17 đến vài chục triệu. Nó tùy theo chỗ bán, nhưng ít nhất phải mười mấy triệu. Thì bây giờ cái bô này của em nó như zin. Nếu bình thường em có thể bán ra đấy nhà em đi lừa anh em, nhưng không bao giờ lừa mà em luôn công khai với khách hàng. Cái bô em nó đặt hàng linh kiện mà đặt thì nó rơi vào tầm khoảng ít nhất là 2 3 4 triệu tùy theo. Đấy em có nói qua nó là bao nhiêu rồi. 44 là 48 đi. Đấy 48 mấy cái càng là 1 triệu 49. Tay sắt 1 triệu 50. Đấy. À tay xích 1 triệu 51. Sau anh em biết giờ phải rơi vào tầm 2 triệu hoặc 2 triệu rưỡi 3 triệu. Em tính 2 triệu là bao nhiêu? Là 53. Cái yên này 1 triệu rưỡi 2 triệu 1 triệu tùy theo nhá. Đến 54 55 chưa? Còn nếu anh em mua cái yên tháo xe ra có thể đến 10 triệu. Còn yên bọc mới đúng không? Đấy, là bao nhiêu với bao nhiêu rồi? 55. 5 năm rồi. Đấy vui 5 năm nhá. Anh em tính cái đôi vành xịn bây giờ phải rơi vào tầm 3 đến 5 triệu. Thế bao nhiêu chưa? Nào, mơ không nói, bây giờ anh em tính được cho em nhiều thứ lắm nhá. Là quan trọng là quả trong máy nữa. Là côn zin này. Con zin anh biết là mấy triệu rồi, hơi đầu bò zin ra cũng mấy triệu rồi, nhiều thứ lắm, sao còn làm mới lên nữa. Đấy, nói chung là cặp rè này anh ấy biết được là bao tiền, rất nhiều thứ nha anh em nhé. Em nói qua nó rơi sơ sơ đây, cần số dạng bây giờ 500 đi, nó nanh quanh dòng xe này vui vui. Bây giờ con xe này phải tầm 6 mấy rồi hoặc 70. Thế con này em hỏi anh em mới bán 20 triệu, thế con này hơn 60 triệu thì phải là chênh nhau hẳn gấp 3 này đâu, mà gấp 3 lần tiền thì con này cũng là con chỉ để đi chơi thôi, mà con này chỉ đến chơi. Đấy, nhiều anh em cứ lên mạng nói là Trung Kiên Moto bán toàn đồ lô mà 26 triệu thì em xin phép anh em này. Em bán toàn đồ lô 26 triệu nhưng đồ lô của em là lô lại một mà em giúp phục dựng lại mới. Còn nhiều anh em trên mạng bán là 25 triệu nhưng cứ bảo ui cái này nhiều đồ gì lắm. Nhưng mà đồ gì đấy là đồ gì là anh em bán con xe nó sẵn chạy rồi, còn đây là phục dựng lại full mới là khác. Đây em không thanh minh giải thích đâu vì khách hàng nó mới hiểu. Còn anh em hiểu này, một chiếc xe có thể dọn full mới này lên như hàng tồn kho lên vài trăm triệu, 300-500 triệu là chuyện bình thường. Đúng không ạ? Và em nhắc lại là Win nó không có giá. Nhiều anh em bảo là ui mua xe này mua ô tô mà đi. Thì
thì em khẳng định em này, đừng dạy nhà giàu cách tiêu tiền. Thì những người đã mua chiếc xe đến 100-200 triệu để đi chơi này này, thì người ta không có một ô tô, thậm chí có nhiều cái ô tô anh em ạ. Người ta bỏ, người ta đã giàu, người ta bỏ một số tiền ra là mua chiếc xe chục triệu, 100 triệu với vài trăm triệu này, thì anh vẫn là có điều kiện rồi, đúng không? Cái này đừng anh em đi dạy những cái người để tiêu tiền làm gì. Mình càng nói như thế mình càng thể hiện là mình là người thấp kém, em nói thật. Và những người bình luận câu đấy, em khẳng định anh em là những người không đam mê win là việc đầu tiên, mà những người gọi là chưa bằng người ta, cái ghét đố kỵ thôi. Cuộc đời em vẫn nhắc lại cuộc đời này, em hiện tại em không, em trộm vía, em nói thật, em bán xe rất là chậm. Đây con xe nó vừa mua tối qua đúng không, vừa mua tối qua anh Yến Thanh xong, mà em về nhà em ngủ toàn đến 12 giờ trưa anh em mới đổ. Nhưng hôm nay em dậy sớm đi từ thiện, và cũng thông qua video em là 6 chiếc xe của 6 anh em bán cho em trong 5 ngày hôm nay, em mua chiếc xe em cộng 5 triệu là em đi từ thiện hết, và em mới từ thiện được một này thôi. Còn nói thật là ngày mai kia đây không phải kể nữa đâu, vì em chốt nói lên mạng em phải nói thôi. Có những lúc anh em nghe này này, mình nói lên mạng rồi mà mình không nói ra lại, mình không làm thì bảo em là mõm. Nhưng bây giờ em làm ra, em nói lên là em chứng minh em làm đây thì bảo em quê. Thế em chỉ nói qua là những 6 chiếc xe của 6 bác cha này thì em đã từ thiện đột một. Còn thứ hai này, em về nhà những người nghèo khó luôn rồi thì không có, thì chùa em lại đang gọi là đang nâng cấp, thì em cung tiến thôi, dừng lại câu chuyện đến đấy. Còn em chỉ mong anh em hiểu là đến với Trung Kiên ô tô là em làm cho được việc chứ không phải cho xong việc. Đấy, đến nhà em, anh em thích, tức là anh em thích tiền của nào em có của đấy, thì ra đây em hiểu. Đây ví dụ như bình xăng lô đây, đây em nói luôn đây, quay đây, bình xăng lô đây đây nhá, bình xăng lô này của con xe này, nếu anh em theo dõi em là biết là của anh Yến Thanh bán lại cho em hôm qua, là em công khai thị trường bán 20 triệu đúng không, thì hôm nay em tháo ra em lắp bụi xăng zin đây, thì hôm nay có hai anh em đến đây chơi em tặng luôn, em tặng luôn, mặc dù em thừa sức em bán bộ bình này bây giờ tầm khoảng 800-1 triệu cả tem, phải hơn đấy, hơn triệu ấy. Nhưng mà em không bán được, em tặng, em cho ông anh em luôn đấy, vô tư chưa. Thì đấy, và anh Quân ở phụ cái gì nhỉ, Vĩnh Phúc nhá, đây em đã vào bình xăng ngon cho anh rồi, 3 triệu anh em nói biết rồi, bình xăng gì và cái yên này nữa. Thì ngày mai anh em nghe rõ nhá, em sẽ ship tận nhà anh em, ship tận nhà anh em, anh em đi thử này, anh em gọi thợ đi kiểm tra, ok mới trả tiền, máy móc kiểm tra này hết rồi thì ok. Đây một chiếc bài này em ship cho chú em, đây cho chú em ở Yên Bái, thì ngày mai cũng là ngày kỵ của bà em ở Yên Bái, thì gọi là một công đôi việc. Này em ship chiếc xe cho chú, để em cũng tặng ship, cuộc đời em tặng ship đầu tiên cho bác trai ở Phú Thọ, đi 200 cây số nhưng tặng là vì cùng đường. Đấy, em vô tư nó hoan hỉ, mình sống mình cứ cho đi mình sẽ nhận lại được. Thứ hai nữa là em chỉ mong anh em thêm một điều nữa này, chốt lại tất cả những gì trên mạng này, em làm ăn dâu trăm họ, có rất nhiều người nói nọ nói kia, thì em không muốn tranh cãi như ngày xưa đâu, em chỉ nói này, ở đời luôn luôn nó có ba việc. Đấy, anh em nghe rõ nhá, việc của ông trời, việc của người và việc của mình. Thì cái việc ông trời thiên tiên bão lụt thì không phải anh em mình tham gia rồi đúng không, việc trời không phải tham gia được, nhưng việc của người tức là việc của anh em và việc của em ấy, thì anh em tốt nhất không nên tham gia. Đấy, mà mình anh làm tốt việc của mình đi, mình làm tốt việc của mình đi thì anh em quý mến ủng hộ thì sẽ đến. Chung quy được ngày hôm nay cũng là rất cảm ơn tất cả cộng đồng mạng đã tin tưởng ủng hộ em, có những xe vài trăm triệu đúng không, anh em chuyển một phát luôn, không cần phải xem em là ai chuyển đủ tiền. Tại sao lại như thế? Thứ nhất là niềm tin anh em nhìn là mọi thứ ok, thứ hai này người ta đã quá tin tưởng mình rồi. Thế có những người cọc 500-200 nghìn lên mạng khoe là bị phó phốt đẩy đấy, 200 nghìn một lửa đây, cả 100 triệu như bác Hồng ở Đà Nẵng, bác mua nhà em lên 110 triệu bác chuẩn đủ luôn, chưa cần nhận xe. Đến lúc bác ấy nhận xe bảo kia ơi, chỗ này hơi bị lõm một tí nhưng anh chấp nhận được, vì chính cái mồm chú nói với anh là anh ơi gửi xe chuyên dụng đi thì nó yên tâm hơn, nhưng anh sốt ruột quá anh ấy gửi nhất tín thì nó bị lõm, nó mõm một tí thôi, nhưng chính mồm bảo là không sao cả. Đấy, đấy là người hoan hỉ. Chứ còn nhiều ông em mua nhà em có xe 25 triệu mới 30 triệu về, nó cũ thì ui cái này nó cũ, rồi cái này nó thùng xăm cái này nó kia đau hết cả đầu. Thế cho nên quan điểm anh em cảm thấy đủ tin tưởng thì mua nhá, còn không đủ tin tưởng bỏ qua em đi, hoặc em mua chỗ khác, hoặc em theo dõi em thêm mua sau chưa mua. Ok, bao phút rồi? 9 phút. 9 phút là cho đúng 10 phút đi. Ok nhá, một lần nữa tất cả anh em có nhu cầu mua xe win hay phục dựng xe win hãy nhớ đến với Trung Kiên, nếu không có xác xe thì chọn gói là 26 triệu trở lên, còn nếu có xác xe phục dựng chọn gói như này nó là 20 triệu. Cái gì còn zin em giữ lại, cái gì lôi bỏ đi. Đấy, chủ mua thì kết bạn Zalo với em qua số Zalo 0778 24 448, hotline của em là 0358 444 888, hoặc Zalo và hotline mới của em là 0354756789 anh em nhé. Anh em cứ kết bạn và gửi cho em cái tin nhắn này, Kiên ơi anh muốn mua chiếc xe 50-100 triệu hay là 50-60 triệu, em sẽ lưu lại và lúc đấy em đi mua trực tiếp ở nhà dân, nó có tầm nào sẽ lục lại cái tin nhắn đấy, em sẽ gọi chủ động cho anh em và live stream trực tiếp bán trực tiếp. Và hai chiếc xe này em bán rồi, ngày mai em đi Phú Thọ em giao, sau đó em đi Yên Bái. Đấy, chúng tôi chào tất cả anh em nhé. Okay.